Các bạn đoán xem chỗ này bao nhiêu cân bông? Đây để bỏ ra này, hút chân không. Bông để nhồi gấu sáng tinh. Đây là bao một tạ chuyên đóng bông nhồi gấu. Đây một ít để chuẩn bị gửi cho khách nha. Bông xoắn đàn hồi. Chuẩn bị mình hút chân không nhá. Các bạn thử xem chỗ này mấy cân. Chắc hơn cân. Nhẹ xèo à. Máy này hút cẩn thận, nó hút hết ra, hút bông ra hết, nên là phải vừa hút vừa bịt. Xẹp cũng như đây, một phát xuống luôn, còn tí xíu thôi. Dự là cân rưỡi. Đây. Thiếu một hoa nữa là đủ cân rưỡi nhá. Cân rưỡi bông. Ừ.